Trên trang Associated Press đưa tin về cậu bé Daniel Liu được mệnh danh là thiên tài hóa học ngay từ khi mới 9 tuổi. Cậu bé sớm được vào học lớp hóa ở trường đại học Toledo, bang Ohio ở Mỹ và ở học kỳ mùa xuân năm 2017, trong khi rất nhiều sinh viên trượt bài kiểm tra của giáo sư Michael Young với điểm số trung bình chỉ khoảng 50 trên 100, thì cậu bé lại xuất sắc, đứng hạng nhất với thành tích 99 trên 100 điểm. Đặc biệt, một người bạn cùng lớp của cậu từng đăng lên Twitter bức ảnh của cậu kèm dòng chú thích rằng: "Đứa trẻ 11 tuổi này đã vào lớp hóa học hữu cơ của chúng tôi và nói rằng nếu ai có câu hỏi gì chỉ cần gửi email cho cậu." Ngay lập tức, dòng trạng thái ngắn ngủi này đã làm cậu nổi tiếng trên mạng xã hội. Vào năm 2015, cậu đã vượt qua hơn 30.000 thí sinh khác để trở thành người trẻ nhất giành chiến thắng trong cuộc thi Thách thức nhà hóa học. Một thời gian sau, thiên tài nhí làm trợ lý hóa học hữu cơ cho giáo sư Michael Young tại trường đại học Toledo. Sau nhiều năm miệt mài học tập và nghiên cứu, cậu bé chính thức có công trình nghiên cứu đứng tên mình. Còn bạn, nếu bạn biết thêm về các trường hợp thần đồng giỏi giang nào khác thì đừng quên chia sẻ cùng mọi người dưới phần bình luận nhé.